Chào các bác ạ. Chào các khách hàng đang xem video. Tiếp tục với CD xe lưng, hàng mới về. Em tiếp tục về một chiếc Sumitomo Zale 1,5 tấn, xe chạy bằng nhiên liệu dầu, thân tăng 3m nào, cơ bản được trang bị 4 ống hơi. Xe thì nguyên zin về Nhật, giấy tờ đăng ký đầy đủ, tem xe đầy đủ. Đây xem quay chi tiết xe đến cho mọi người. Dòng này thì giá rất là rẻ thôi, đời lùa đồng cuối đá, của bác nào mà vốn đầu tư ít và lưng hạ ít thì có thể tham khảo một chiếc như thế này. Và ở đây tên xe này Sumitomo Zale, trên mà mã đăng kiểm. Đấy. Lưng tối đa 1,5 tấn, lên cao 3m. Đấy. Tổng trọng lượng của xe là 2 tấn 8 10 kg. Đây hầu máy đây. Đấy. Nguyên zin thôi nhá, nguyên zin từ A-Z. Các chi tiết xe luôn xin hết, chưa sơn xi hay là động chạm gì máy móc cả. Đấy, ghế người ta vẫn còn ở bên đấy này, ghế nguyên zin của người ta này. Đấy, số sàn có số kết hợp như máy múc luôn. Xin mời mua ra đây. Em mở máy cho các bác xem nhé. Đấy, máy rất là đẹp luôn, máy nguyên zin, chủ đề này, phát này. Đấy. Đấy, máy vẫn còn nạp rồi, con nhịp nó vẫn hút ạ, nó vẫn hút vào nữa, vẫn đang nạp này. Máy rất là khô luôn. Đây, xong bên này em quay cho bác này. Đấy, máy rất là đẹp, không có dấu hiệu của sự chảy dầu chảy mỡ gì cả. Máy rất là khô luôn. Bên đây ăn thôi, thời gian thôi nhá. Đấy, không đồng trạm gì cả. Vui gì. Vừa rồi đã giới thiệu cho các bác về một chiếc Sumitomo Zale 1,5 tấn chạy bằng nhiên liệu dầu, giá chỉ lân quanh hơn 100 tí thôi, hơn 1 tẹo thôi, không hơn nhiều, rất là rẻ thôi. Các bác tham khảo, có nhu cầu thì xin mời liên hệ với em, số điện thoại là 037 957 765, em để bên dưới góc màn hình. Xe rất đẹp và rẻ luôn. Thường các bác mà làm ít thôi, không cần làm ít, làm ít, không cần không làm nhiều. Đấy, các bác tham khảo. Ngày làm một vài tiếng. Xe dầu thì rất là khỏe rồi. Đấy, đi lùi, đi tiến đây. Rồi, bãi bên em đây. Rất nhiều xe. Rất là nhiều xe luôn các bác nhá. Đấy, đời cũ, đời thấp, đời cao có hết này. Đấy. Các bác cần mua xe lưng nhập bãi giá cả hợp lý, uy tín chất lượng thì xin liên hệ. Vâng, địa chỉ ở phố Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thành, tỉnh Bắc Ninh. Xe rất là nhiều luôn, bãi lớn nhất tỉnh Bắc Ninh. Vâng, các bác có nhu cầu hay là các bác có thời gian thì em mời các bác qua bãi em xem xe từ đấy chứ tiếp bãi ạ. Vâng, xe rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nếu các bác thấy video hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những thông báo mới video của em. Xin chào lại các bác ạ.